Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay của Tin Mới. Các bạn thân mến, đại họa đã xảy ra trên đất nước Trung Quốc là trận mưa khủng khiếp nhất lịch sử Trung Hoa vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua. Bỗng dưng bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như ngày tận thế. Gió lốc cuồn cuộn kéo đến trông càng khủng khiếp. Hình ảnh cơn lốc như những con quái vật đang vẫy vùng, như đang vơ vét nuốt chửng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đồng thời trên trời có những tiếng nổ rất lớn nghe xé tai thật hãi hùng. Có nhiều xe ô tô bị nó hút vào và cuốn phăng lên cao, quăng đập vào nhau bốc cháy trong cơn lốc nhìn như vòi lửa. Cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất. Với mưa dầu nắng lửa, động đất hỏa hoạn khắp nơi, khi cơn lốc đi qua mọi người trốn chạy được thì thở phào nhẹ nhõm, bèn nhìn nhau như tự chúc mừng cho mình gặp may mắn. Nào ngờ, trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen sền sệt như chất dầu. Những chất này, nó rất trơn. Hiện nay trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc có hàng trăm chiếc xe tông liên hoàn vào nhau. Do chất dầu gây ra làm tài xế có đạp thắng nhưng vô tác dụng. Vì nó rất trơn, làm lực ma sát của vỏ lốp không tác dụng. Có rất nhiều người quay cảnh tượng xe bị tông liên hoàn và chia sẻ trên mạng, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển vào con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý. Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy, nó dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đấy. Để đối phó kịp thời thì nhà chức trách và các nhóm vệ sinh đi thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và trải mùn cưa và cát. Phóng viên của tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn cho biết đây là chuyện chưa từng xảy ra trên quê hương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là đúng sự thật? Ông nói thêm, nhưng chỉ đúng một phần là chất này là dầu thô thì ai mà chẳng biết. Nhưng theo tôi, cơ hội này chúng ta cãi láo để có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có nhiều thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ có điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng và 271 người khác bị thương. Sau trận lốc xoáy kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm qua tại thành phố Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc với sức gió 23,9 m/s, và trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà, gây ra hư hại hơn 130 căn nhà, làm sập nhiều lán trại tại các công trường xây dựng cùng với 27 người dân, quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một nhà 180 m² của công trường xây dựng cũng đã bị hư hại do lốc xoáy. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị lốc, biển hiệu quảng cáo bị rơi đè vào người và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh các công nhân làm việc trên cao bị gió lớn quật mạnh, đập vào kính tử vong thương tâm. Cơ quan điều tra hiện nay đang truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do thời tiết xấu đã được dự báo trước thời điểm xảy ra sự việc. Tại các khu vực, tại thị trấn miền Nam Trung Quốc liên tiếp xảy ra thời tiết với hàng loạt những trận lốc xoáy khổng lồ đột nhiên ập đến, trong đó cảnh tượng tại thành phố ở Quảng Tây như bị tấn công bằng bom sau khi lốc xoáy cấp 18 kèm theo mưa lớn và gió lướt qua với sức gió lên đến 135 km/h đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố này. Cảnh quay như phim hành động được người dân chia sẻ trên mạng xã hội khi đại cơn lốc xoáy khổng lồ với phần vòi rồng quét qua cả vùng đất phía dưới. Phần mái phía trên như bom nguyên tử, chúng lao tới như một con quái vật đen vô cùng đói, hút bay hàng trăm tòa nhà cấp 4. Còn các tòa nhà kiên cố đều đồng loạt bị vỡ kính, sập tường, nhiều ô tô bị hư hại, lật nhào như món đồ chơi trong khi cây cối đổ ngổn ngang trên đường phố. Theo thống kê, thiệt hại ban đầu của người từ thành phố Quý Dương lốc xoáy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 530 người lính và hàng triệu người dân, khiến cho 2.800 người bị thương. Theo những thông tin mà phóng viên chúng tôi gửi về cho biết, tại một bờ biển tỉnh Quảng Tây, phía Tây Nam Trung Quốc, người dân và du khách nơi này đã chứng kiến cảnh lốc xoáy của máy bay và cuốn con người tắm biển ra xa. Video ghi lại cảnh lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở bãi biển và cuốn phăng tất cả người đi đường của nó.
Khi xem lại những hình ảnh về thảm họa của lốc xoáy này, người xem không khỏi rùng mình. Tất cả những gì cản trở trên đường đi của nó đều bị cuốn bay lơ lửng trên trời. Một du khách đến từ tỉnh Hà Nam cho biết vào lúc 15 giờ 25 phút trưa cùng ngày, tự nhiên cơn mưa giông ập đến. Lúc đầu ai cũng nghĩ rằng đây là một cơn mưa bình thường nên có sự chậm chạp trong việc di dời. Vị du khách này cho biết thêm, trong khi nhiều người đang tắm dưới biển lên bờ, thì một luồng lốc xoáy bất ngờ tiến như một tia chớp cuốn bay mọi thứ, khiến nhiều người chỉ kịp ú ớ la hét cầu cứu. Theo đó, cơn lốc xoáy thổi bay và quăng quật nhiều người ra xa. Có người trong số đó đã bị quăng vật ra biển cách bờ hàng trăm mét và mất tích. Cả khu vực bãi biển trở nên hỗn loạn, bát nháo chưa từng thấy. Hiện các lực lượng cứu hộ đã triển khai tàu cano và thợ lặn đang tìm kiếm những người mất tích. Theo thống kê chưa chính thức thì đã có khoảng 125 người bị thương do lốc xoáy thổi bay, khiến nhiều người va đập vào những tảng đá hay những vật sắc nhọn gần đó. Có người thấy bị gãy xương rồi lốc xoáy hút lên thả từ độ cao khoảng 20 mét xuống dưới đất. Theo thông tin cho biết, có khoảng 11 người đã mất tích. Vụ việc lần này đã khiến nhiều khách du lịch một phen hoảng loạn. Theo Bộ ứng phó khẩn cấp của nước này nhận định, những trận lốc xoáy đều có điểm chung chính từ đám mây xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km di chuyển và hủy diệt. Sức hủy diệt của nó là vô cùng kinh người. Lốc xoáy lần này tại Trung Quốc đã khiến cho nhiều người xem phải rùng mình và choáng ngợp trước sức mạnh của nó khủng khiếp như thế nào. Đoạn clip ngắn thu hút hàng trăm nghìn người xem và bình luận. Dù ở Trung Quốc lốc xoáy xuất hiện không phải là hiếm, nhưng nhiều người cho biết họ chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy nào lớn như thế, vô cùng đáng sợ. Tổng hợp thông tin và truyền thông Trung Quốc đại lục cho biết, cùng vào ngày hôm vừa qua được gọi là ngày thảm họa của cơn lốc xoáy và mưa giông. Khoảng 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, một phần khu vực thị trấn Thịnh Trạch, quận Ngô Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô và quận Thái Điền, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lần lượt xuất hiện lốc xoáy. Theo quyền từ thị trấn Thịnh Trạch phát ra thông báo. Vào khoảng tối ngày 9 cho biết, khoảng 7 giờ tối cùng ngày, một phần khu vực Thịnh Trạch đã chịu ảnh hưởng bởi lốc xoáy, một phần cơ sở hạ tầng điện lực và nhiều nhà đã bị hư hại. Qua video chụp từ trên cao có thể thấy, sau khi lốc xoáy tàn phá cảnh tượng Giang Tô như bị tấn công, nóc nhà đã bị tốc mái. Theo dự báo của cơ quan khí tượng địa phương Quý Nhân dự đoán, ban đầu cấp độ lốc xoáy cấp 13, sức gió ở tâm lốc xoáy lớn nhất trên cấp 17. Có cư dân mạng hình dung như đó là hiệu ứng đặc biệt trong phim. Lần đầu tiên xuất hiện lốc xoáy cấp độ như thế này, thật đáng sợ. Chưa bao giờ cảm thấy lốc xoáy lại gần chúng ta đến như thế. Đến 5 giờ sáng ngày hôm qua, thảm họa đã khiến cho 25 người Tô Châu tử vong và 129 người bị thương. Chưa dừng lại ở đó, những cơn lốc xoáy cấp 9 tấn công Vũ Hán, ít nhất 18 người thiệt mạng. Lốc xoáy lần này không chỉ tấn công Giang Tô, quận Thái Điền và quận Kinh hay thành phố Vũ Hán, cũng đột nhiên xuất hiện lốc xoáy vào lúc 8 giờ tối ngày hôm qua. Trong thời gian này còn có mưa đá, một số nhà trong thôn bị hại, lượng lớn cây cối bị gãy, một số nông trại bị đổ. Có nhiều cư dân cư trú lâu năm tại địa phương cho biết chưa từng nhìn thấy cơn lốc xoáy lớn như thế này. Cũng có người chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội Weibo, tại những câu chữ có thể nhận ra sự sợ hãi. Một người dân bị thương nhẹ cho biết khi lốc xoáy xảy ra, anh đang xem TV trong nhà đột nhiên tín hiệu bị gián đoạn. Sau đó lốc xoáy đổ bộ ngôi nhà, toàn bộ ngôi nhà đều bị gió cuốn phăng đi. Người phải bò từ bên trong ra. Đến 3 giờ sáng, có 320 người bị thương, 132 hộ dân và có nhà bị đổ với tổng cộng 96 căn, 132 căn hộ với 400 căn nhà bị hư hại, 65.000 người phải hứng chịu thảm họa. Trong khoảng thời gian trên, thành phố Thượng Hải xuất hiện thời thịnh đối lưu, đối mặt nhiều sấm chớp, mưa và gió lớn. Đài khí tượng thành phố Thượng Hải tối ngày hôm qua liên tiếp phát đi 4 cảnh báo khẩn cấp, gồm cảnh báo lớn màu vàng, cảnh báo sấm chớp màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu vàng, cảnh báo mưa đá màu cam. Ngoài ra, theo truyền thông đại lục đưa tin, chiều ngày hôm qua, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy đã xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh. Nhiều nơi có gió lớn, mưa đá, lốc xoáy, nhà bị đổ, có người bị thương, giàn giáo tại một số công trình xây dựng bị gió lớn làm đổ. Hai người mắc kẹt bên trong, sau đó đã được cứu ra. Phần lớn lốc xoáy được hình thành từ đám mây, một đám mây xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển hàng trăm dặm và vô số ống hút khổng lồ. Con số thống kê này cho thấy Trung Quốc là quốc gia chịu nhiều lốc xoáy nhất trong năm nay. Nhiều người cứ lo sợ những thảm họa thiên nhiên có thể còn khủng khiếp và gia tăng trong những ngày tháng cuối năm nay. Trong những ngày vừa qua, Trung Quốc đang phải hứng chịu thảm họa do thiên nhiên gây ra.
Đồng thời, những thiên tai này còn thêm nhiều dị tượng như sông Trường Giang chảy ngược. Thực tế, vào cuối tháng 5 vừa rồi đã thường xuyên xảy ra những hiện tượng chẳng hạn như mưa đá ở Bắc Kinh, tuyết rơi vào tháng 6 ở Hà Nam và sấm sét có răng ở Đồng và Bảo Cát. Những dị tượng và thiên tai nhân họa thường xuất hiện xung quanh lễ mừng thọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hồi tháng 5. Một số cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo của trời, trong khi những người khác lại cho rằng có lẽ đây là dấu hiệu của những biến đổi lớn của Trung Quốc. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, một số cư dân mạng đã công bố đoạn video cho thấy nếu sông Kim Sa dưới cầu Trung Bá ở Nghi Tân, Tứ Xuyên đang chảy ngược. Đây là sông Kim Sa, bạn đã nhìn thấy nó chưa? Dưới cầu Trung Bá, nó đang chảy ngược lên thượng nguồn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó, thật đáng sợ. Sông Kim Sa là thượng nguồn của sông Trường Giang, là nơi khởi nguồn của sông Kim Sa, cũng là nơi khởi nguồn của sông Trường Giang từ núi Đường Cổ Lạp ở Thanh Hải. Do đó, dòng chảy ngược này ở sông Kim Sa là chảy ngược của sông Trường Giang. Về hiện tượng sông chảy ngược thì rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra trong lịch sử. Mọi người có thể biết rằng, năm xưa đại phu nước Sở là Khuất Nguyên trầm mình xuống dòng sông Bạch La tự tử. Vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, theo truyền thuyết dân gian, những ngư dân ven hai bên bờ sau 10 ngày mới tìm được thi thể của Khuất Nguyên trôi ngược lên thượng nguồn của sông, cách nơi ông trầm mình 30 dặm. Truyền thuyết này dường như cũng ngụ ý rằng nước của sông Bạch La chảy ngược. Tuy nhiên, điều thú vị là Cục Khí tượng thành phố Bạch La đã phân tích đặc điểm của những trận mưa lớn trên khu vực sông Bạch La trong vài năm qua. Kết quả cho thấy khu vực sông Bạch La có nhiều trận mưa lớn nhất xung quanh lễ hội Thuyền Rồng mỗi năm. Vào thời điểm này, do các hệ thống nước xung quanh đổ về, nước ở thượng lưu hồ Động Đình sẽ tăng vọt và mực nước sẽ cao hơn so với hạ lưu sông Bạch La. Lúc này, một lượng lớn nước hồ và thậm chí nước sông Trường Giang sẽ chảy ngược vào sông Bạch La. Nên sông Bạch La vốn đổ vào hồ Động Đình theo chiều từ đông sang tây sẽ có hiện tượng sông chảy ngược kỳ lạ. Nói cách khác, nguyên nhân chính dẫn đến dòng chảy ngược của sông Bạch La có thể là do những trận mưa lớn đã làm cho nước sông dâng cao. Nhìn vào lượng mưa ở Thanh Hải ở đầu nguồn sông Kim Sa, hướng ra tỉnh Thanh Hải đã trải qua những trận mưa lớn từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5, có thể khiến cho nước sông dâng cao tạo thành dòng chảy ngược như sông Bạch La. Ngoài ra, trong Hán thư cũng có ghi lại rằng vào cuối thời Tây Hán xuất hiện nước sông chảy ngược do động đất và lở đất. Nói cách khác, dòng chảy ngược này của sông Kim Sa cũng có thể là do sự bất thường của các hoạt động ngầm làm thay đổi hướng của dòng sông. Tất nhiên, cũng có một lý do mà khoa học hiện tại của chúng ta chưa thể giải thích được. Tất nhiên, bất kể lý do gì, dòng chảy ngược của sông là một dị tượng hiếm gặp. Nhưng tại sao lại có dòng sông chảy ngược của sông Trường Giang trong năm nay khi thiên tai thường xuyên xảy ra? Người Trung Hoa cổ đại đã nói về thiên nhân cảm ứng, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống trời, đảo đất, nhưng nó không thể thay đổi thực tế về sự tồn tại của thiên nhiên cảm ứng. Hiện tượng nước sông chảy ngược ngày nay có thể là một lời cảnh báo từ Thượng Tiên. Trong lịch sử, vào năm mà sông Bạch La chảy ngược, nước Sở bị đánh tiêu diệt. Đó không chỉ là hiện tượng nước sông chảy ngược, trong lịch sử sông Trường Giang từng trải qua hai lần dị tượng dòng sông khô cạn, không giải thích được. Một lần xảy ra vào năm 1342 khi hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyên nắm quyền, hơn 20 năm sau nhà Nguyên sụp đổ. Lần thứ hai xảy ra vào năm 1954 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa giết chết hơn 700.000 người trong phong trào được gọi là chống phần tử phản cách mạng. Rồi lại bắt đầu vào phong trào công tư hợp doanh và phong trào chống hậu phong, làm cho mảnh đất Thần Châu tràn đầy sát khí. Chúng ta biết rằng con sông Trường Giang và sông Hoàng Hà đều được mệnh danh là sông mẹ của nền văn minh Trung Hoa. Sông Trường Giang được coi là long mạch của đất Trung Hoa. Hiện nay có nhiều hiện tượng chảy ngược ở đầu nguồn dòng sông Trường Giang. Liệu có phải dấu hiệu của một thảm họa lớn hay còn có những biến đổi lớn sẽ xảy ra ở Trung Quốc? Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.